Sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8, tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, diễn ra buổi lễ mừng đầy tháng ba chú hổ bên gan trắng. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã áo hức đổ về từ sáng sớm để tận mắt ngắm những chú bạch hổ quý hiếm này. Theo đó, thì do bạch hổ con còn nhỏ nên Thảo Cầm Viên chỉ mang ra một con đặt trong hộp kính cho mọi người đăng ký theo thứ tự để nhìn ngắm, chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh chú hổ con được nhân viên mang ra cho mọi người chiêm ngưỡng ít phút, những hình ảnh từ hổ mẹ đang nuôi dưỡng hai hổ con trong chuồng cọp được phát ra ngoài màn hình nhỏ cho mọi người chiêm ngưỡng. Ba chú hổ trắng quý hiếm lần đầu tiên được sinh ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ cặp hổ bố mẹ nuôi thuần dưỡng. Sau một tháng, mỗi con hổ trắng con nặng từ 3,7 đến 4,1 kg. Cách đây 5 năm, Thảo Cấm Viên Sài Gòn nhập hổ bố tên là Lem và hổ mẹ tên là Luốc từ vườn thú Canada về để thuần dưỡng đây là loài hổ chỉ sống ở khu vực bangladesh ấn độ bhutan trung quốc nepal và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao việt nam không phải là nơi phân bố tự nhiên của loài động vật này do đó quá trình chăm sóc nuôi dưỡng hổ trắng gặp rất nhiều khó khăn